Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những bản tin cập nhật, những thông tin mới nhất vừa được 30 tập của chúng tôi cập nhật trên kênh tin mới. Sau đây là thông tin chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Các bạn thân mến, MiG-21 là một trong những máy bay chiến đấu thế hệ 3 được sản xuất nhiều nhất trong lịch sử hàng không thế giới, tính từ chuyến bay đầu tiên vào năm 1955. Trong hai cuộc kháng chiến chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, lực lượng không quân của ta đã dùng MiG-21 để bắn hạ hàng trăm máy bay tối tân nhất của địch, trong đó có cả siêu pháo đài bay B-52. Vào thời điểm đó, MiG-21 chính là nỗi khiếp sợ thật sự của các phi công Mỹ khi xâm phạm vào vùng trời miền Bắc. Ngày nay, sau gần nửa thế kỷ phục vụ, toàn bộ phi đội tiêm kích đánh chặn MiG-21 của Không quân Nhân dân Việt Nam đã được nhận sổ hưu và rút khỏi lực lượng trực chiến, nhường chỗ cho các chiến đấu cơ thế hệ mới, hiện đại hơn, cụ thể là dòng cường kích, cánh cụp cánh xòe Su-22 đảm nhiệm nhiệm vụ tuần tra không phận. Đang có rất nhiều câu hỏi được đặt ra về số phận của những chiếc én bạc trên. Chúng sẽ được đưa ra bảo tàng, hoán cải công năng hay thực hiện một vai trò gì khác? Trong diễn biến đó, một chuyên gia phi công quân sự Nga đã khuyên nên biến MiG-21 thành phiên bản UAV. Liệu đây có phải là một phương án hợp lý, hiệu quả không? Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích trong video ngày hôm nay. Trước tiên, chúng ta cần biết được số tiêm kích đánh chặn MiG-21 hiện đang như thế nào, đã đưa ra bảo tàng hoán cải công năng chưa, hay đã hoàn toàn bị bỏ đi? Để trả lời được câu hỏi này, trước tiên chúng ta cần nhìn sang các quốc gia khác. Khi mới rút bất kỳ một chủng loại vũ khí nào đó ra khỏi biên chế chiến đấu, thì trong vòng vài năm sau, thậm chí đến hàng chục năm sau, chúng vẫn sẽ nằm trong danh sách vũ khí dự bị, chứ không phải tháo dỡ ra để bán sắt vụn. Việc làm này nhằm mục đích đề phòng các tình huống xấu xảy ra, chẳng hạn như chiến tranh cường độ cao trong tương lai. Khi các loại vũ khí, khí tài khác bị tiêu hao với số lượng lớn, thì những vũ khí đã từng bị loại bỏ kia sẽ được tái ngũ một cách khẩn cấp, lấp đầy khoảng trống. Thực tế chứng minh, Việt Nam chúng ta cũng đã thực hiện đúng với quy trình trên. Ngay trước khi MiG-21 chính thức chia tay bầu trời, kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam đã phát một phóng sự, trong đó có ghi lại cảnh những chiếc chiến đấu cơ cuối cùng thuộc loại này được đại tu và sửa chữa lần cuối tại nhà máy A-32. Việc được bảo dưỡng kỹ thuật đầy đủ như vậy cho thấy, MiG-21 đã đổi sang một chế độ mới, bảo quản nghiêm cất dài hạn trong nhà chứa máy bay, đồng thời đưa vào danh sách khí tài dự bị. Theo kinh nghiệm và chia sẻ của những người thợ kỹ thuật hàng không, nếu khéo léo thu gom phụ tùng lại từ nhiều chiếc chiến đấu cơ khác nhau, thì khoảng 5 máy bay cũ sẽ cho ra đời được một máy bay mới, với tình trạng kỹ thuật tương đối tốt. Căn cứ vào những dẫn chứng được đưa ra bên trên, có thể nhận định rằng, nếu như thực sự có một yêu cầu chiến đấu khẩn cấp, tiêm kích đánh chặn MiG-21 rất có thể sẽ quay lại bầu trời, thực hiện nhiệm vụ một cách nhanh chóng, lập thêm nhiều chiến công hiển hách khác. Nhiều chuyên gia dự báo rằng, ít nhất là khoảng 10 năm nữa, những chiếc máy bay chiến đấu này mới thực sự hoàn thành nhiệm vụ của mình và nhận chế độ hưu trí hoàn toàn. Ngoài ra, nếu như không thể sử dụng MiG-21 với chức năng và nhiệm vụ như ban đầu, Việt Nam chúng ta đã có một ý tưởng, đó là biến những chiếc máy bay không người lái UAV. Đây là thông tin mà chúng mình ghi nhận lại được trên một trang fanpage có tên là Việt Defense Việt Nam, nghe cũng khá hấp dẫn phải không hát? Thế nhưng kế hoạch có phần táo bạo này liệu có trở thành hiện thực hay không? Một chiếc chiến đấu cơ bị đánh giá là cũ kỹ, lạc hậu có thể đạt được dấu ấn mới trong chiến tranh hiện đại hay không? Chúng ta sẽ cùng phân tích. Có một điều mà các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về Quân đội Nhân dân Việt Nam, đó là lực lượng này nổi tiếng về cách tiếp cận chủ động, tích cực đối với những trang bị, kỹ thuật hiện có trong tay. Không có gì là được gọi là thừa đối với Việt Nam ta cả. Tương tự với MiG-21, khi đã quá lạc hậu sẽ nghiên cứu chuyển đổi sang một cái gì đó mới hơn, và đặc biệt là có tính ứng dụng cao. Máy bay không người lái UAV là một lựa chọn quá phù hợp, chắc chắn sẽ mang lại lợi ích to lớn cho lực lượng không quân Việt Nam. Thứ nhất, lợi ích đầu tiên mà UAV được tạo ra từ MiG-21 này đem lại, đó là mục tiêu trên không trong các cuộc diễn tập của lực lượng phòng không. Những phương tiện bay MiG-21 không người lái, sau khi được chuyển đổi công năng, nó được sử dụng làm mục tiêu trong các cuộc diễn tập của lực lượng phòng không không quân, hay còn được hiểu là những bia bay. MiG-21 chắc chắn sẽ phục vụ tốt cho công tác huấn luyện kỹ năng chiến đấu của các đơn vị phòng không, có thể là trong quá trình đào tạo phi công tiêm kích bằng các mô phỏng các chiến đấu cơ hạng nhẹ hoặc tên lửa hành trình, phục vụ các bài tập đánh chặn mục tiêu bay tốc độ cao. Những đĩa bay này hứa hẹn có thể tạo ra một môi trường đối đầu cho các binh sĩ, sĩ quan được rèn luyện gần gũi hơn với thực tiễn. Phương án thứ hai, biến các MiG không người lái thành những tên lửa hành trình tấn công mặt đất, tức là những UAV làm nhiệm vụ tấn công. Các chuyên gia quân sự đánh giá, do có cấu trúc khí động máy bay tiêm kích nên MiG-21 không hồi nãy rất phù hợp với những yêu cầu của các chiến dịch tấn công cảm tử. Một chiếc chiến đấu cơ đã lạc hậu sẽ có lợi hơn nếu biến chúng thành những tên lửa hành trình tấn công, mang theo đầu đạn lớn. Đơn giản chỉ cần tháo bỏ ghế phóng và bàn điều khiển, tạo ra không gian trống để chứa thuốc nổ, đồng thời lắp đặt một hệ thống dẫn đường. Vậy là xong. Mặc dù khó có khả năng bay thấp,
luồn lách và bám địa hình như những tên lửa hành trình thực thụ. Các bạn thấy đấy, với rất nhiều những minh chứng điển hình, có thể thấy rằng việc quân đội ta biến MiG-21 thành UAV là một bước đi vô cùng hợp lý. Thế nhưng nếu thực sự sử dụng chúng với quy mô lớn, những chiếc UAV cảm tử này chắc chắn sẽ là ác mộng kinh hoàng cho bất kỳ hệ thống phòng không nào. Ngoài nhiệm vụ thu hút hỏa lực của đối phương, tạo điều kiện cho các tên lửa hành trình thế hệ mới dễ dàng tiếp cận mục tiêu, những chiếc UAV hoán cải từ chiến đấu cơ thế hệ cũ này còn là phương tiện tấn công vô cùng lợi hại. Không kẻ địch nào dám khẳng định rằng có thể đánh chặn được 100 số chiến đấu cơ không người lái ấy. Chỉ không may để lọt một chiếc thôi thì cái giá phải trả cũng rất đắt rồi. Thay vì phải mạo hiểm tính mạng của phi công từng qua đào tạo lâu dài và rất tốn kém, sẽ là một phương án khôn ngoan hơn khi sử dụng UAV vũ trang hoặc là một chiếc máy bay không người lái siêu thanh. Khí cụ bay này sẽ do chính các phi công điều khiển, nhưng là từ một sở chỉ huy nào đó, cách xa khu chiến sự, sự an toàn được đảm bảo hoàn toàn. Trong trường hợp xấu hơn, hệ thống phòng không hoặc các chiến đấu cơ của kẻ địch bắn hạ chiếc UAV này thì cũng không quá đáng tiếc, bởi lẽ máy bay đã cũ rồi và cũng bị loại biên, không thuộc trong biên chế chính quy quân đội nữa. Phương án thứ ba cũng là phương án cuối cùng, đó là biến chúng thành những trinh sát trận địa với nhiệm vụ quan sát mục tiêu và truyền hình ảnh động thu về trung tâm, hỗ trợ trung tâm đưa ra chỉ thị không kích hay pháo kích. Việc sử dụng các UAV với nhiệm vụ như vậy, người chỉ huy có thể quan sát kỹ từ trên cao các mục tiêu quân sự, sau đó bình tĩnh ngắm rồi phóng đạn để tiêu diệt. Mục tiêu sẽ không hề hay biết về sự có mặt của UAV ở ngay trên đầu mình, hoặc khi phát hiện ra được thì cũng đã quá muộn, trở tay không kịp. Bên cạnh đó, do chụp và quay lại được các hình ảnh và video ghi chi tiết về hiện trường, sau khi mục tiêu bị tấn công, UAV sẽ cung cấp về chỉ huy phương tiện nhằm tuyên truyền, cũng như hăm dọa tâm lý bất kỳ kẻ địch nào. Đây cũng chính là phương án mà Azerbaijan đã sử dụng khi giao tranh với lực lượng của Armenia trên khu vực tranh chấp ly khai. Azerbaijan đã hoán cải An-2, chiếc máy bay dân dụng thời Liên Xô từ những năm 1947, thành những UAV trinh sát. Những UAV này thực hiện nhiều nhiệm vụ như cung cấp tham số mục tiêu cho lực lượng pháo binh, do thám trận địa đối phương, nhằm xác định chi tiết các vị trí phòng không của kẻ thù. An-2 UAV với tốc độ bay vô cùng chậm, khi lọt vào trận địa phòng không của đối phương một cách nhanh chóng sẽ thu hút được hỏa lực của họ. Đối phương khi ấy tập trung bắn phá, vô tình làm lộ ra vị trí kho vũ khí, khí tài của mình. Từ đó UAV có thông tin và truyền về cho sở chỉ huy, đối thủ lộ trận địa. Lúc này các UAV vũ trang đã chuẩn bị từ trước mới ra mặt tham chiến, sử dụng nhiều loại hỏa lực đã được trang bị sẵn để công kích, khiến cho đối phương bất ngờ trở tay không kịp. Kết quả là họ phải nhận về những tổn thất vô cùng lớn. Đây có thể đánh giá là một phương án tác chiến hợp lý trong môi trường chiến tranh hiện đại, vừa giúp giảm thiểu một cách tối đa thiệt hại về mặt nhân lực, lại có hiệu quả cao hơn rất nhiều so với những phương án tác chiến theo truyền thống. Chưa kể đến mặt kinh tế, chúng ta có thể nhìn thấy rõ rằng sự chuyển đổi từ những chiếc máy bay vận tải hạng nhẹ An-2 với 2 tầng cánh lạc hậu và lỗi thời sang UAV sẽ thu hút được hỏa lực của đối thủ cực kỳ tốt, lại tiết kiệm lớn về mặt chi phí. Khi mà tận dụng lại một số lượng lớn những chiếc máy bay đã già cỗi, khả năng vận hành cũng như tính năng tác chiến không còn được đảm bảo. Đó quả thực là một nước đi hay, có thể áp dụng ngay vào thực tiễn tại Việt Nam chúng ta. Trên thực tế đã có rất nhiều quốc gia thực hiện phương án này. Không chỉ có mình Azerbaijan biến những chiếc máy bay cũ kỹ thành máy bay không người lái UAV, điển hình như Mỹ, vào tháng 3 năm 2016 với 30 chiếc máy bay chiến đấu F-16 đã chính thức được nghỉ hưu của mình. Quân đội nước này đã hoán cải chúng thành những chiếc máy bay không người lái, với mục đích bia bán tập cho phi công, định danh là QF-16. Trong đó, quy viết tắt của UAV, QF-16 được sử dụng gói thiết bị UAV đặc biệt do các chuyên gia của Boeing thiết kế. Trong đó sẽ phải tháo dỡ pháo 20mm và radar APG-6668. Trên máy bay chiến đấu có người điều khiển, sau đó lắp đặt các thiết bị điều khiển từ xa lên. Các thiết bị điều khiển này sẽ có nhiệm vụ như một phi công ảo, hỗ trợ người điều khiển mặt đất di chuyển QF-16 như một chiến đấu cơ thật thụ, phục vụ trong những bài tập không chiến của phi công Mỹ. Không quân nước này đã đặt ra chỉ tiêu tạo ra một phi đội bay QF-16 với khoảng 120 chiếc vào năm 2019. 2022 hoàn thành khoảng 210 chiếc để phục vụ cho công tác huấn luyện đội ngũ phi công đông đảo của mình. F-16 cũng không phải loại máy bay duy nhất được hoán cải. Vào thời điểm trước, hàng loạt những chiếc máy bay như F-4, F-106, F-100 hay F-102 cũng đều đã được chuyển thành bia bắn tập cho phi công nước này. Ấn Độ gần đây cũng có những bước tiến đáng kể, những sự phát triển vượt bậc trong việc biến đổi chiến đấu cơ thành máy bay không người lái UAV, đem lại hiệu quả tích cực cả về mặt con người lẫn kinh tế, lại hiệu quả tích cực. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.
Doxury đang mạnh cấp 15, giật cấp 17, di chuyển về phía bắc đảo Luzon, Philippines và còn tiếp tục mạnh lên trong thời gian tới. Trong 24 giờ tới, bão có khả năng mạnh thêm và tăng cấp. Sáng ngày 23 tháng 8, bão sẽ ở ngay vùng biển gần bờ phía bắc đảo Luzon. Sau khi càn quét qua khu vực này, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc về vùng biển phía nam Đài Loan. Trong ngày tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Cường độ giảm xuống còn cấp 13, cấp 15, giật cấp 17. Thời điểm này, bão Doxury sẽ hoạt động ngay khu vực sát Biển Đông, do đó hướng di chuyển chỉ cần thay đổi nhẹ sẽ vào Biển Đông. Do ảnh hưởng của cơn bão này, hôm nay vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7. Từ chiều và đêm ngày mai, mạnh cấp 7, cấp 8, sau tăng lên cấp 9, cấp 10. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 13, giật cấp 16, biển động dữ dội. Thưa quý vị, một trận động đất mạnh 4,7 độ Richter đã xảy ra ở phía nam eo biển Hải Nam vào chiều ngày thứ Bảy và người ta có thể cảm nhận được trận động đất ở Triều Sơn, Quảng Đông và những nơi khác. Theo đo đạc chính thức của mạng địa chấn Trung Quốc, vào lúc 13:04, một trận động đất mạnh 4,7 độ Richter đã xảy ra ở phía nam eo biển Hải Nam, vị trí ở 22,57 độ Vĩ Bắc, 118,47 độ Kinh Đông với độ sâu tiêu cự 10 km. Sau khi vụ việc xảy ra, cư dân mạng ở Triều Sơn và những nơi khác ở Quảng Đông cho biết họ cảm thấy sốc. Trong số đó, một cư dân mạng ở Sán Đầu cho biết anh ta đang nằm trên giường. Khi sự việc xảy ra, những chiếc giường lúc nào cũng rung chuyển, thậm chí có người còn nói rằng cửa sổ đang đổ chuông. Hôm nay vào khoảng 5 giờ sáng, một trận động đất mạnh 4,5 độ Richter đã xảy ra tại huyện Đông Nguyên, thành phố Hạ Nguyên, tỉnh Quảng Đông. Người dân ở Quảng Châu và Thâm Quyến cho biết họ cảm nhận rõ ràng trận động đất. Đài quan sát Hồng Kông cũng nhận được báo cáo từ hơn 100 công dân cảm thấy rung nhẹ. Bị ảnh hưởng bởi trận động đất, một số chuyến tàu trên đường sắt cao tốc Giang Tây, Thâm Quyến và đường sắt Bắc Kinh, Cửu Long đã bị đình chỉ hoặc trì hoãn. Mạng lưới động đất Trung Quốc chính thức xác định một trận động đất mạnh 4,5 độ Richter xảy ra tại huyện Đông Nguyên, thành phố Hạ Nguyên, với tâm chấn tại 3,84 độ Vĩ Bắc, 114,52 độ Kinh Đông vào lúc 5:15 sáng nay với độ sâu tiêu cự 10 km. Tâm chấn ở hồ chứa Tân Phượng Giang thuộc huyện Đông Nguyên, thành phố Hạ Nguyên, cách thị trấn Tây Sương, huyện Đông Nguyên, thành phố Hạ Nguyên 12 km, cách quận Viên Thành, thành phố Hạ Nguyên 21 km, cách trung tâm thành phố Hạ Nguyên 21 km và cách thành phố Quảng Châu 151 km. Trận động đất được cảm nhận mạnh mẽ ở khu vực đô thị Hạ Nguyên và trận động đất ở Châu Thổ Châu Giang là rõ ràng. Không có báo cáo về thương vong hoặc thiệt hại tài sản đã được ghi nhận tại địa phương. Dù rõ ràng là động đất nhưng nhiều người vẫn còn đang ngủ say vì động đất xảy ra vào sáng sớm. Một số cư dân mạng cho biết họ không cảm thấy gì và ngạc nhiên là họ ngủ rất ngon. Bị ảnh hưởng bởi trận động đất, một số chuyến tàu đi qua đường sắt cao tốc Giang Tây – Thâm Quyến giữa các ga Bắc Hạ Nguyên và Bắc Bột Lạc đã bị đình chỉ và một số chuyến tàu giữa các ga Đà Thành và Huệ Châu trên đường sắt Bắc Kinh – Cửu Long đang chạy ở tốc độ giới hạn. Các chuyến tàu đi qua các đoạn trên sẽ bị chậm ở các mức độ khác nhau. Dương Thành Evening News đưa tin tâm chấn của trận động đất cách đứt gãy Hạ Nguyên Thượng Vũ khoảng 20 km. Trong vòng 100 km tính từ tâm chấn đã xảy ra 4 trận động đất từ 5 độ Richter trở lên. Trận động đất gần đây nhất có cường độ từ 3 độ trở lên là trận động đất 4,3 độ Richter ở quận Yuancheng, thành phố Hạ Nguyên, Viên Thành vào ngày thứ 6 tuần vừa qua cách tâm chấn 15 km. Cục Địa chấn Quảng Đông tuyên bố rằng dựa trên phân tích toàn diện về các đặc điểm cấu trúc gần tâm chấn, các loại trình tự động đất và dị thường địa vật lý, không có khả năng một trận động đất mạnh 5 độ Richter trở lên sẽ xảy ra ở khu vực động đất ban đầu trong những ngày gần đây. Theo mạng lưới động đất Trung Quốc, vào lúc 20:57 ngày Chủ nhật, một trận động đất mạnh 3,7 độ Richter đã xảy ra tại huyện Đông Nguyên, thành phố Hà Nguyên, tỉnh Quảng Đông, tại tọa độ 23,85 độ Vĩ Bắc, 114,5 độ Kinh Đông, với tiêu cự 9 km. Đài Thiên văn Hồng Kông đã nhận được báo cáo từ hơn 10 công dân cảm thấy chấn động. Vương Lập Vệ, Phó Giám đốc Trạm Địa chấn Quảng Đông cho biết, Quảng Đông hiện đang bước vào thời kỳ hoạt động địa chấn tương đối tích cực. Nhưng từ quan điểm của Quảng Đông và thậm chí cả miền Nam Trung Quốc, hoạt động địa chấn hiện tại nằm trong phạm vi bình thường. Cư dân mạng Quảng Châu và Đông Hoàn cho biết họ cảm nhận rõ ràng chấn động. Một cư dân mạng Quảng Châu thậm chí còn nói, tôi cảm thấy điều đó ở Quảng Châu, cả căn phòng rung chuyển và sợ chết khiếp. Đài Thiên văn Hồng Kông đã nhận được báo cáo từ hơn 10 công dân cảm thấy rung động nhẹ, kéo dài trong vài giây. Phân tích sơ bộ cho thấy cường độ địa chấn ở Hồng Kông là 3 độ. Trên thang cường độ địa chấn, Mercalli đã sửa đổi, tức là cảm giác rung trong tòa nhà.
tương tự như rung của một chiếc xe tải nhỏ chạy ngang qua. Trước đó, Hạ Nguyên trải qua hai trận động đất trong một ngày. Thành phố Hạ Nguyên, Quảng Đông, nơi có hồ chứa Tân Phong Giang, là nguồn chính gây ra các trận động đất mà người dân địa phương cảm nhận được. Vào khoảng 5 giờ sáng ngày thứ ba tuần trước, một trận động đất mạnh 4,5 độ Richter đã xảy ra ở huyện Đông Nguyên, thành phố Hạ Nguyên. Người dân ở Quảng Châu và Thâm Quyến cho biết họ cảm nhận rõ ràng trận động đất. Ngày thứ ba tuần trước nữa, một trận động đất nữa mạnh 4,3 độ Richter cũng xảy ra tại quận Viên Thành, thành phố Hạ Nguyên. Nam Phương Net đưa tin, Vương Lập Vệ, Phó Giám đốc Trạm Địa chấn Quảng Đông giải thích rằng Hạ Nguyên nằm trên đứt gãy Hạ Nguyên Thượng Vũ, đứt gãy Thạch Giao Tân Cương Bạch Điền và các đới đứt gãy khác. Cùng với sự rò rỉ của hồ chứa Tân Phong Giang, có các điều kiện cấu trúc dễ xảy ra động đất nên tương đối nhiều trận động đất trong khu vực. Vương Lập Vệ chỉ ra rằng, kể từ các ghi chép lịch sử đã có 4 trận động đất từ 5 độ Richter trở lên ở khu vực Hạ Nguyên và trận động đất lớn nhất là trận động đất 6,1 độ Richter vào năm 1962. Kể từ năm 1970, nhiều trận động đất nhỏ đã được ghi nhận ở khu vực Hạ Nguyên. Trong đó có tương đối nhiều trận động đất mạnh 3 đến 3,9 độ Richter. Quảng Đông hiện đang bước vào thời kỳ hoạt động địa chấn tương đối tích cực. Phương tiện truyền thông trong nước tin tức kinh tế hàng ngày trước đó đã đưa tin rằng liên quan đến hai trận động đất xảy ra ở thành phố Hạ Nguyên vào ngày 18 tháng 7 năm nay và trận động đất 4,3 độ Richter xảy ra ở thành phố Hạ Nguyên vào ngày thứ ba hai tuần trước đó. Vương Lập Vệ đã giải thích vào thời điểm đó rằng các trận động đất xảy ra ở hồ chứa Tân Phong Giang, đây là hoạt động địa chấn bình thường ở khu vực hồ chứa. Vương Lập Vệ cho biết vào thời điểm đó, gần đây, hoạt động địa chấn ở khu vực Hạ Nguyên đã tăng lên. Nhưng từ quan điểm của Quảng Đông và thậm chí cả miền Nam Trung Quốc, hoạt động địa chấn hiện tại nằm trong phạm vi bình thường. Kể từ đầu năm nay, động đất đã xảy ra ở Phật Sơn, Hạ Nguyên và những nơi khác ở Quảng Đông. Quảng Đông đã bước vào thời kỳ động đất tích cực chưa? Vương Lập Vệ giải thích vào thời điểm đó, hoạt động địa chấn ở Quảng Đông có thể tạm chia thành hai chu kỳ lớn dựa trên chu kỳ hơn 300 năm. Sơ bộ xác định rằng Quảng Đông hiện thuộc đợt hoạt động địa chấn thứ 5 của chu kỳ chính thứ 2 và đã bước vào giai đoạn hoạt động địa chấn tương đối tích cực. Tuy nhiên, từ quan điểm của Quảng Đông và thậm chí cả Nam Trung Quốc, hoạt động địa chấn hiện tại nằm trong phạm vi bình thường. Thưa quý vị, hàng trăm ngàn người đã phải sơ tán khỏi nhà cửa của họ ở miền Nam Trung Quốc, trong đó có tỉnh Quảng Đông và Giang Tây, trong bối cảnh lũ lụt và lở đất xảy ra khi khu vực này hứng lượng mưa lớn nhất kể từ năm 1961. Theo hãng tin Reuters, ngày thứ 6 tuần qua, hai tỉnh ở miền Nam Trung Quốc là Quảng Đông và Giang Tây nâng mức cảnh báo lũ lụt khi nước sông tràn bờ và dâng cao kỷ lục, buộc người dân phải sơ tán và công việc bị gián đoạn sau nhiều tuần mưa như chút nước. Thành phố Thiệu Quan, tỉnh Quảng Đông, nơi có lượng mưa trung bình kể từ cuối tháng 5 đã phá vỡ kỷ lục, nâng cảnh báo lũ lên cấp 1, cấp cao nhất. Chính quyền địa phương yêu cầu cư dân của các cộng đồng dọc theo bờ sông và ở các khu vực trũng thấp di chuyển đến vùng đất cao hơn sau khi nước lũ tại đây đạt mức cao nhất trong 50 năm. Hình ảnh được truyền thông Trung Quốc đăng tải cho thấy cảnh người dân tụ tập tại các trường học được chuyển đổi thành nơi trú ẩn tạm thời ở thành phố Thiệu Quan của tỉnh Quảng Đông. Hàng trăm cái lều được dựng lên trên sân thể thao, thành phố Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông gần Thiệu Quan cũng nâng cảnh báo lũ lên cao nhất vào khoảng giữa trưa cùng ngày khi nước dâng. Hôm thứ Năm vừa qua, chính quyền tỉnh Quảng Đông cho biết hơn 200.000 người đã sơ tán trong thời gian xảy ra mưa lũ và đến nay tỉnh này hứng chịu thiệt hại ước tính khoảng 1,7 tỷ nhân dân tệ, khoảng 254 triệu đô la Mỹ. Theo hãng tin Tân Hoa Xã tại tỉnh Giang Tây, chính quyền đưa ra báo động đỏ về lũ lụt sau khi 485.000 người ở 9 huyện bị ảnh hưởng. Thiệt hại kinh tế tại đây lên tới 470 triệu nhân dân tệ, khoảng 70,21 triệu đô la Mỹ, với 43.300 ha cây trồng bị hư hại. Tại tỉnh Phúc Kiến, hơn 220.000 người phải sơ tán kể từ đầu tháng này vì lũ lụt, theo Tân Hoa Xã. Ở Quảng Tây, nước đục ngầu tràn ngập các khu vực đô thị và lực lượng cứu hộ di tản dân trên xuồng cao su. Mùa mưa vào hè kéo theo lũ lụt diễn ra ở Trung Quốc hầu như mỗi năm. Tuy nhiên, các nhóm môi trường cảnh báo biến đổi khí hậu có thể mang đến những trận mưa lớn hơn và thường xuyên hơn. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, lượng mưa trung bình ở các tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến và Quảng Tây từ đầu tháng 5 đến giữa tháng 6 năm nay đạt 621mm, cao nhất kể từ năm 1961. Với những trận mưa lớn tiếp tục tấn công các khu vực phía Nam và phía Đông Trung Quốc, Thời báo Hoàn Cầu đầu tuần này cho biết 85 con sông trên toàn quốc đã trải qua lũ lụt trên mức cảnh báo. Theo hãng tin Reuters, các video chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy, trong ngày thứ ba tuần trước, tại ít nhất là hai quận ở tỉnh Quý Châu, phía Tây Nam Trung Quốc, mưa lớn đã biến đường phố thành sông.
ô tô và những căn nhà một tầng bị cuốn trôi. Lượng mưa ở một số khu vực được ghi nhận là kỷ lục trong vòng 60 năm qua. Ở khu tự trị Trang, Quảng Tây gần đó, một ngôi nhà gỗ bị đổ sập do mưa lớn khiến 5 người tử vong. Địa phương này cũng ghi nhận nhiều vụ lở đất và sạt đường. Hôm thứ Tư, Cơ quan Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo mưa lớn sẽ còn tiếp tục ở các tỉnh Quý Châu, Giang Tây, An Huy, Chiết Giang, Quảng Tây cho đến đầu tuần tới. Cụ thể, mưa ở miền Nam Trung Quốc sẽ bắt đầu giảm bớt vào ngày thứ Sáu. Theo cơ quan thời tiết các địa phương, năm nay những cơn mưa dông đầu hè có cường độ lớn hơn và kéo dài hơn bình thường. Lượng mưa ở Quảng Tây, Quảng Đông và Phúc Kiến được ghi nhận là cao nhất kể từ năm 1961. Vương Vệ Việt, chuyên gia tại trang tin thời tiết weather.com.cn thuộc Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết, không khí lạnh và ấm cùng hội tụ ở miền Nam Trung Quốc, cả hai khối không khí bị tắc ở đây, gây nhiễu loạn không khí và sinh mưa. Mùa hè là thời điểm thường xảy ra lũ lụt ở Trung Quốc, nhưng trong những năm gần đây, ảnh hưởng của mưa lũ có xu hướng nặng hơn do tác động của suy thoái rừng, san lấp các vùng đất ngập nước và việc xây đập thủy điện, thủy lợi. Biến đổi khí hậu cũng được cho là góp phần dẫn đến tình trạng này. Nhiều nơi ở tỉnh Quảng Đông có mưa lớn vào sáng sớm ngày 21 tháng 8. Quảng Châu, Trạm Giang, Mậu Danh, Trung Sơn và những nơi khác có mưa lớn. Trong đó, thị trấn Tân Đường, quận Thạch Thành, Quảng Châu ghi nhận lượng mưa tích lũy lớn nhất thành phố là 251mm. Nhiều đường phố bị ngập lụt. Theo báo chí nội bộ đưa tin, người dân sống tại Tân Đường, quận Trạch Thành, Quảng Châu cho biết do lượng mưa lớn suốt đêm nên nhiều nơi gần Tân Đường đã bị ngập lụt nghiêm trọng, nhiều ô tô đậu bên đường bị thủng lốp ngập đến nửa người. Nhiều con đường trở thành biển người, người đi bộ không thể đi qua. Cư dân ở Tân Đường cũng chỉ trích hệ thống thoát nước kém trong khu vực nơi sẽ bị ngập lụt hàng năm do mưa lớn. Bạn không thể mua nhà ở Tân Đường nếu bạn không mua thuyền. China News Travel đưa tin, Quảng Châu bắt đầu bị ảnh hưởng bởi những đám mây dông vào sáng sớm ngày 21 tháng 8. Trần Tân Ni, một người dân ở quận Hoàng Phố, Quảng Châu cho biết tôi bị đánh thức bởi tiếng sấm ầm ầm vào lúc nửa đêm và mưa rất to. Tuy nhiên, theo thông tin từ các nền tảng như Douyin, có thể thấy Tân Đường, Tăng Thành, Quảng Châu là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Cư dân mạng trong khu vực phàn nàn rằng mỗi khi trời mưa to là sẽ ngập lụt. Qua các video trên mạng cũng có thể thấy nhiều đường phố ở Tân Đường bị ngập và ô tô chìm trong nước. Cư dân địa phương mỉa mai, mỗi năm nước dâng lên lại có ao mới nên gọi là Tân Đường. Trung tâm phát hành thông tin cảnh báo khẩn cấp Quảng Châu cảnh báo rằng có mưa lớn ở nhiều quận của Quảng Châu và mọi người nên cố gắng tránh đi lại trong thời gian mưa lớn. Cảnh báo mưa bão màu đỏ trên phố Nam Sa và phố Châu Giang có hiệu lực từ 6 giờ 55 phút sáng thứ Bảy. Những người ở những nơi an toàn nên tránh ra ngoài càng nhiều càng tốt. Những người ở ngoài trời nhanh chóng tìm nơi an toàn để trú ẩn và tạm dừng các hoạt động và hoạt động ngoài trời. Theo quan trắc khí tượng, từ 1 giờ đến 5 giờ 30 phút ngày 21 tháng 8 tại Quảng Châu có mưa dông vừa đến mạnh và mưa to cục bộ. 8 địa điểm trên toàn thành phố ghi nhận lượng mưa từ 150mm đến 250mm và 42 địa điểm ghi nhận lượng mưa từ 50mm đến 100mm. Vào ngày 21 tháng 8, lượng mưa lớn đo được từ Trạm Giang, Mậu Danh, vùng lân cận cửa sông Châu Giang đến các thành phố và quận ven biển ở phía đông Quảng Đông. Tính đến 8 giờ 45 phút sáng, 6 thành phố và quận ở Mậu Danh, Trung Sơn, Sán Vĩ và những nơi khác đã ban hành cảnh báo mưa bão màu cam và 7 thành phố và quận khác đã ban hành cảnh báo mưa bão màu vàng. Cục Khí tượng tỉnh Quảng Đông phân tích rằng từ ngày 21 tháng 8 đến ngày 22 tháng 8, Trạm Giang và Mậu Danh có mưa to đến rất to và mưa to cục bộ. Phía Nam, đồng bằng sông Châu Giang và các thành phố quận khác ở phía Tây Quảng Đông có mưa vừa đến mưa to và mưa to cục bộ. Các thành phố và quận khác có mưa rào và mưa lớn cục bộ. Cảnh báo mưa bão màu hổ phách có hiệu lực. Có nhiều cơn bão dữ dội ở Hồng Kông, Trung Quốc, đài quan sát cũng đưa ra cảnh báo mưa lớn ở một số khu vực. Điều đó có nghĩa là mưa ở quận Trung và Tây của đảo Hồng Kông, đặc biệt lớn, mưa lớn với lượng mưa mỗi giờ hơn 70mm đã được ghi nhận hoặc dự kiến. Và lũ lụt nghiêm trọng có thể xảy ra, lượng mưa hơn 70mm đã được ghi nhận ở quận Trung Tâm và phía Tây trong một giờ qua lúc 12 giờ 30 phút sáng. Mưa lớn đã gây ra tai nạn, gãy cây ở nhiều quận. Trong đó, có đường Lũng Trương ở Vương Đại Tín đã gây ra một vụ tai nạn giao thông. Vào khoảng 1 giờ sáng, có thông tin cho rằng một chiếc xe taxi đang đi dọc đường Lũng Trương về phía Quan Thông. Khi đang trên đường đến Tòa Tín Mã, một cái cây bất ngờ đổ xuống bên đường, đập vào nóc và kính chắn gió của chiếc taxi. Tài xế cảm thấy khó chịu, choáng váng vì mảnh kính văng vào mắt. Cùng lúc đó, một chiếc taxi khác không tránh kịp đã tông vào một thân cây đổ. Phần đầu xe taxi bị hư hỏng. Rất may tài xế và hành khách không bị thương. Lính cứu hỏa đã đến hiện trường cưa cây đổ và đưa nó đi.
Từ 0 giờ sáng đến 2 giờ sáng ngày 20 tháng 8, Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã tiếp nhận ít nhất 8 vụ cây đổ, bao gồm đường cao tốc Sài Cống, quận Trung Tây, quận Nam, quận Đông, Tai Lam, v.v. Đài Thiên Văn Hồng Kông đã đưa ra tín hiệu cảnh báo mưa bão màu vàng đầu tiên trong năm nay vào lúc 12 giờ 20 phút trưa ngày 21 tháng 8 và dự kiến một khu vực rộng lớn của Hồng Kông có thể bị ảnh hưởng bởi mưa lớn trong thời gian ngắn. Thâm Quyến nằm bên kia sông cũng hứng chịu mưa lớn. Đài quan sát khí tượng Thâm Quyến trước đó đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu cam và toàn thành phố đã từng ở trạng thái phòng thủ. Tuy nhiên, khi gió và mưa dần suy yếu, khu vực địa phương đã hủy bỏ tín hiệu cảnh báo mưa bão trên đất liền và trên biển, cũng như dông bão và gió giật vào lúc 3 giờ chiều. Theo các báo cáo tổng hợp của phương tiện truyền thông nội bộ, Đài quan sát khí tượng Thâm Quyến đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu vàng và cảnh báo dông bão và gió giật màu vàng vào lúc 11 giờ 25 phút. Dự kiến các quận Bảo An, quận Quang Minh, quận Nam Sơn, quận Phúc Điền, quận La Hầu, quận Long Hoa, quận Long Cương, cửa sông Châu Giang và vịnh Thâm Quyến sẽ chuyển hướng từ Tây sang Đông trong vòng 3 giờ. Vào lúc 12 giờ 50 phút, Đài quan sát khí tượng Thâm Quyến đã nâng cảnh báo mưa bão màu vàng thành cảnh báo màu cam và chỉ ra rằng trong một giờ qua, quận Nam Sơn và quận Phúc Điền đã trải qua những cơn dông lớn với lượng mưa mỗi giờ từ 30 đến 50mm. Điều đáng chú ý là trên mạng có đưa tin rằng sức mạnh của trận mưa lớn ở Thâm Quyến đã từng rất mạnh và một trong số những trung tâm mua sắm tốt nhất ở Trung Quốc, Resorts City Maxwell, đã bị ngập lụt, bị cư dân mạng chế giễu là hang động màn nước trong vài giây. Khi các đám mây dông di chuyển ra ngoài, gió và mưa dần yếu đi, Đài quan sát khí tượng Thâm Quyến đã hủy các tín hiệu cảnh báo mưa bão trên đất liền và trên biển, cũng như dông bão và gió giật vào lúc 3 giờ chiều. Ngoài ra, Trạm Khí tượng Cơ bản Quốc gia Phúc Điền Thâm Quyến đã quan sát thấy sấm sét vào đầu năm nay vào lúc 12 giờ 15 phút, muộn hơn 20 ngày so với ngày có sấm sét trung bình đầu tiên của khí hậu. Trước đó, lúc 6 giờ ngày thứ Ba, Đài Khí tượng Trung ương đã đưa ra cảnh báo bão màu vàng và cảnh báo mưa dông màu vàng. Cơn bão Tali đã đổ bộ lần thứ hai vào sáng ngày 22 tháng 8 tại Bắc Hải, Quảng Tây. Theo Đài quan sát khí tượng Trung ương, cơn bão số 4 năm nay Tali đã đổ bộ vào bờ biển đảo Nam Tam, thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông vào khoảng 22 giờ 20 phút tối hôm thứ Hai. Khi đổ bộ, sức gió lớn nhất vùng gần tâm là 13, khoảng 38 m trên giây, áp suất không khí tối thiểu ở tâm là 965 HPA. Nó lại đổ bộ vào thành phố Bắc Hải, Quảng Tây vào khoảng 5 giờ 50 phút sáng nay. Khi đổ bộ, sức gió lớn nhất gần tâm là 10, khoảng 25 m trên giây, áp suất không khí tối thiểu ở tâm là 980 HPA. Lúc 6 giờ sáng ngày 22 tháng 8, tâm của nó ở vị trí 21,5 độ vĩ Bắc và 109,2 độ kinh Đông. Dự kiến Tali sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h, cường độ yếu dần. Đến ngày 19 thì yếu dần và tan ở miền Bắc Việt Nam. Đài quan sát khí tượng Trung ương đã đưa ra cảnh báo mưa dông màu vàng vào lúc 6 giờ sáng ngày 22 tháng 8. Dự kiến từ 8 giờ ngày 22 tháng 8 đến 8 giờ ngày 24 tháng 8 sẽ có mưa to đến rất to ở một số khu vực thuộc hầu hết Quảng Đông, Quảng Tây, Đông Nam Phúc Kiến, Trung Tâm Hồ Nam, Nam Quý Châu và Đông Nam Vân Nam. Trong số đó có mưa bão lớn từ 100 đến 180mm ở các khu vực phía Tây Quảng Tây và Đông Nam Vân Nam. Giang Tây, Hồ Bắc và những nơi khác cũng sẽ bị ảnh hưởng với mưa to hoặc mưa lớn rải rác. Bị ảnh hưởng bởi cơn bão bắt đầu từ ngày 22 tháng 8, 35 chuyến tàu chở khách dưới sự quản lý của Cục Đường sắt Quốc gia Nam Ninh đã bị đình chỉ hoặc điều chỉnh khoảng thời gian hoạt động. Hiện tại, Cục Đường sắt Quốc gia Nam Ninh đã triển khai ứng phó khẩn cấp cấp 4 để phòng chống bão và ứng phó khẩn cấp cấp 4 để kiểm soát lũ lụt trên một số đoạn đường. Thành phố Phòng Thành Cảng Quảng Tây cũng ra thông báo yêu cầu từ 0 giờ ngày thứ Ba đến 0 giờ ngày thứ Tư, ngoại trừ các trường tiểu học, trung học cơ sở và cao đẳng, đại học được nghỉ, còn lại các trường mẫu giáo tư thục có lớp học hè, cơ sở chăm sóc trẻ em, cơ sở đào tạo, còn lại của thành phố sẽ tạm dừng các lớp học. Tất cả các công trường xây dựng hoạt động trên cao đều bị đình chỉ, vận tải hành khách, taxi, v.v. Đài quan sát đã hủy cảnh báo mưa bão hầu phách vào lúc 5 giờ 50 phút sáng ngày thứ Tư. Đài quan sát đã đưa ra tín hiệu cảnh báo mưa bão màu vàng vào lúc 22 giờ 50 phút tối thứ Ba và đưa ra cảnh báo mưa lớn ở một số khu vực. Trong một giờ qua, lúc 23 giờ tối, đảo Lan Đầu đã ghi nhận lượng mưa hơn 90mm. Đài quan sát đã đưa ra cảnh báo mưa lớn vào lúc 0 giờ 15 phút sáng thứ Tư, cho thấy mưa ở quận Trung và Tây của đảo Hồng Kông đặc biệt lớn và mưa lớn với lượng mưa hàng giờ hơn 70mm đã được ghi nhận hoặc dự kiến và lũ lụt nghiêm trọng có thể xảy ra. Trong 2 ngày, Đài quan sát đã đưa ra tín hiệu cảnh báo mưa bão màu vàng.
Đài quan sát cho biết trong 0 giờ 30 phút sáng ngày 22 tháng 8, lượng mưa hơn 70mm đã được ghi nhận tại quận Trung Tâm và quận Tây. Lúc 0 giờ 15 phút, Đài quan sát đưa ra cảnh báo về mưa lớn ở một số khu vực. Mưa ở quận Trung và Tây của đảo Hồng Kông đặc biệt lớn. Mưa lớn với lượng mưa mỗi giờ hơn 70mm đã được ghi nhận hoặc dự kiến và lũ lụt nghiêm trọng có thể xảy ra. Mưa trên đảo Lan Đầu ở khu vực đảo Sa đặc biệt lớn. Đảo Lan Tàu đã ghi nhận lượng mưa hơn 90mm trong giờ qua lúc 23 giờ. Lúc 22 giờ 50 phút, Đài quan sát đã phát tín hiệu cảnh báo mưa bão màu vàng, cho biết mưa lớn với lượng mưa mỗi giờ hơn 30mm đã được ghi nhận hoặc dự kiến ở các khu vực rộng lớn của Hồng Kông và mưa có thể tiếp tục. Đài quan sát chỉ ra rằng trong một giờ qua lúc 22 giờ 35 phút tối, đảo Lan Đầu đã ghi nhận lượng mưa hơn 80mm. Đài quan sát đưa ra cảnh báo về mưa lớn ở một số khu vực. Đảo Lan Đầu ở khu vực các đảo xa xôi đã có mưa đặc biệt lớn và mưa lớn với lượng mưa mỗi giờ hơn 70mm đã được ghi nhận hoặc dự kiến và lũ lụt nghiêm trọng có thể xảy ra. Đài quan sát đã đưa ra một cảnh báo thời tiết đặc biệt khác, nói rằng các khu vực rộng lớn của Hồng Kông có thể bị ảnh hưởng bởi mưa lớn trong 1 hoặc 2 giờ tới và người dân nên cảnh giác cao hơn. Cảnh báo thời tiết đặc biệt cho thấy khu vực rông bão nghiêm trọng hiện đang ảnh hưởng đến Thâm Quyến và đang di chuyển về phía Nam và có thể ảnh hưởng đến Hồng Kông trong 1 hoặc 2 giờ tới, nhắc nhở người dân cảnh giác. Đài quan sát đã đưa ra cảnh báo rông bão vào lúc 10 giờ 30 phút sáng ngày 22 tháng 8 và thời gian có hiệu lực được kéo dài đến 7 giờ tối ngày 22 tháng 8. Dự kiến sẽ có rông bão ở Hồng Kông. Đài quan sát nhắc nhở rằng khi rông bão xảy ra, nếu bạn đang ở bên ngoài hãy trú ẩn ở nơi an toàn và tránh xa nước, không bơi ngoài trời hoặc thực hiện các môn thể thao dưới nước ngoài trời khác và không đứng trên cao hoặc gần các vật dẫn điện, cây cối hoặc cột buồm. Theo phân tích lượng mưa ngày 22 tháng 8 tính đến 16 giờ, lượng mưa ở khu vực Trương Quán O đạt từ 30 đến 50mm trên giờ. Lượng mưa ở Thi Tín và Sài Công đạt từ 3 đến 5mm trên giờ. Mưa rào và dông do nhiệt độ cao ảnh hưởng đến Quảng Đông, vùng áp thấp nằm trên khu vực Đông Bắc Biển Đông sẽ di chuyển về phía Đài Loan trong 1 đến 2 ngày tới. Dự báo thời tiết Hồng Kông đêm nay và ngày mai nhiều mây, có nơi có mưa rào và dông vài nơi, có nơi mưa khá to. Ngày mai nhiệt độ dao động từ 27 đến 30 độ. Tại Vũ Hán có dông bão và gió giật mạnh, gió giật cục bộ đạt cấp 12. Video đăng tải trên mạng cho thấy gió mạnh ở Vũ Hán khiến bầu trời tối sầm. Nhiều người dân cho biết họ bị đánh thức bởi tiếng gió húc lúc nửa đêm. Vào sáng ngày 21 tháng 8, Vũ Hán đã đưa ra cảnh báo màu da cam về dông bão và gió giật mạnh. Một cư dân mạng đã đăng một video trên Weibo với nội dung phim về thảm họa thời tiết ở Vũ Hán ngày 22 tháng 8 có bao nhiêu người bị gió đánh thức vào buổi sáng. Đoạn video cho thấy những đám mây đen đang bao trùm thành phố Vũ Hán, nhanh chóng tràn về phía xa. Một cư dân mạng khác đã quay video về cơn gió mạnh cho thấy gió mạnh phát ra những âm thanh gầm rít và cây cối bị quật đổ dữ dội và dường như chúng không thể đứng vững. Một số cành cây bị gió mạnh bẻ gãy, nằm rải rác trên mặt đất. Cư dân mạng nói đùa, nếu bạn nhẹ cân, bạn nên cẩn thận để không bị thổi bay khi ra ngoài. Bạn có thức dậy vào buổi sáng vì gió mạnh không? Nhiều cư dân mạng bày tỏ họ cảm nhận được sức mạnh của cơn gió mạnh. Tôi cảm nhận được, tôi dựa vào mép vực, cánh cửa khách sạn đã bị đóng sầm vào sáng sớm. Tôi nghĩ ai đó đang cậy cửa, phải mất rất nhiều công sức mới đóng được cửa sổ hành lang. Tôi bị đánh thức vào nửa đêm bởi tiếng lùa ầm ầm réo rắt, nó làm tôi sợ muốn chết. Tôi không thể đi ra ngoài trong mưa gió bão bùng và bây giờ trời không mưa nhưng cuối cùng thì trời cũng mát mẻ. Theo xếp hạng thời tiết, lúc 8 giờ ngày 22 tháng 8 của Đài quan sát khí tượng Trung ương tỉnh Hồ Bắc thuộc Vũ Hán đã hứng chịu lượng mưa lớn và Hồ Bắc chiếm 6 trong số 10 trạm có lượng mưa lớn, đó là Anh Sơn, Lạc Thiên, Tân Châu, Hoàng Phì, Vũ Hán và Ưng Thành. Đài quan sát khí tượng Trung ương đã đưa ra một cảnh báo sớm. Dự kiến từ 8 giờ ngày 22 tháng 8 đến 8 giờ ngày 23 tháng 8 ở khu vực phía Đông Bắc và Trung Nội Mông, Tây Nam Hắc Long Giang, Cam Túc, Thiểm Tây, Bắc Sơn Tây, Bắc Hà Bắc, Nam Hà Nam, Trung và Bắc An Huy, Giang Tô, Bắc Hồ Bắc, Bắc Chiết Giang và Đông Bắc Tứ Xuyên. Ngoài Vũ Hán, Hồ Bắc, rông lốc và gió giật mạnh từ cấp 8 trở lên cũng đã xảy ra ở nhiều nơi tại Hà Nam. Đài quan sát khí tượng tỉnh Hà Nam đã đưa ra cảnh báo đối lưu mạnh màu xanh lam vào ngày 21 tháng 8, dự kiến từ 14 giờ ngày 21 tháng 8 đến 12 giờ ngày 22 tháng 8. Ở Trịnh Châu, Khai Phong và những nơi khác sẽ có dông và gió mạnh trên cấp 8 hoặc mưa đá có đường kính từ 30mm trở lên, sức gió cục bộ có thể đạt cấp 10 trở lên.
Đài quan sát khí tượng tỉnh Sơn Tây đã đưa ra cảnh báo màu xanh lam về dông bão và gió mạnh vào ngày 21 tháng 8. Một số khu vực như Thái Nguyên, Lâm Phần, Lục Lương, Kim Trung, Tấn Thành, Trường Trị và Dương Tuyền sẽ hứng chịu thời tiết đối lưu mạnh như dông bão và gió mạnh, mưa lớn hoặc mưa đá trong thời gian ngắn. Thưa quý vị, vào ngày 21 tháng 8, 12 tỉnh và thành phố bao gồm Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc sẽ có dông bão, gió giật mạnh hoặc mưa đá cấp 8 đến cấp 10 và mưa lớn ngắn ngày ở 18 tỉnh, thành phố. Mưa đá to bằng quả trứng đã xuất hiện ở Thượng Hải. Cùng ngày, 18 tỉnh, thành phố gồm Bắc Kinh, Thượng Hải, Tân Cương, Tứ Xuyên hiện có nền nhiệt cao từ 35 đến 39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Vào chiều ngày 22 tháng 8, Thượng Hải mưa đá đã nhanh chóng lọt vào danh sách tìm kiếm nóng trên Weibo ở Trung Quốc đại lục. Nhiều cư dân mạng đã đăng tải hoặc đăng tải hình ảnh video quay cảnh Thượng Hải hứng chịu mưa đá. Trong video, dù là trên đường, dưới sân nhỏ của một gia đình hay bãi đậu xe của một cộng đồng, bạn đều có thể thấy những hạt mưa đá rơi xuống. Mưa đá đập vào cửa sổ, kính ô tô, cây cối, mặt đất. Hình ảnh được đăng trên Internet cho thấy những hạt mưa đá mà người dân nhặt được có kích thước bằng quả trứng. Theo The Paper, cư dân mạng cho rằng trận mưa đá lớn nhất lần này có kích thước bằng quả trứng chim bồ câu. Đài quan sát khí tượng Trung ương Thượng Hải đưa ra cảnh báo mưa đá màu cam vào lúc 12 giờ 42 phút trưa ngày 22 tháng 8. Dự kiến trong vòng 2 giờ tới, Bảo Sơn, khu vực phía bắc của thành phố trung tâm Gia Định, Minh Hằng, thành phố Tùng Giang, Trùng Minh và những nơi khác có nhiều khả năng hứng chịu mưa đá cục bộ. Tín hiệu cảnh báo mưa bão màu xanh được cập nhật thành tín hiệu cảnh báo mưa bão màu vàng. Hiện tại, Thượng Hải có nhiệt độ cao màu cam, sấm sét màu vàng, mưa bão màu vàng, gió mạnh màu vàng và cảnh báo mưa đá màu cam nằm ở mức cao. Ngoài Thượng Hải, 11 tỉnh, thành phố khác của Trung Quốc sẽ có từ 8 đến 10 cơn dông, gió giật mạnh hoặc mưa đá. Cảnh báo màu xanh lam về thời tiết đối lưu mạnh từ Đài quan sát khí tượng Trung ương Đại lục vào lúc 10 giờ sáng ngày 22 tháng 8 cho biết. Từ 2 giờ chiều ngày 22 tháng 8 đến 2 giờ chiều ngày 23 tháng 8 sẽ có 8 đến 10 cơn dông và gió giật hoặc mưa đá ở các khu vực phía Đông và Trung Nam, Tây Nam Hắc Long Giang, Tây Cát Lâm, Đông Bắc Thiểm Tây, Bắc Sơn Tây, Tây và Trung Bắc Hà Bắc, Đông và Tây Bắc Bắc Kinh, Thiên Tân, phía Bắc Sơn Đông, Trung Tâm Chiết Giang và Đông Nam Quảng Tây. Có lượng mưa lớn ngắn hạn ở 18 nơi, bao gồm khu vực Hà Đào của Nội Mông và các khu vực Trung và Đông, Tây Nam Hắc Long Giang, Tây Cát Lâm, Nam và Tây Liêu Ninh, Đông Bắc Thiểm Tây, Bắc Sơn Tây, Hà Bắc, Bắc Kinh, Thiên Tân, Bắc và Đông Sơn Đông, Nam Giang Tô, Chiết Giang, Trung và Nam Phúc Kiến, Tây Bắc và Trung Tâm Quý Châu, Vân Nam, Trung và Nam Quảng Tây, Tây Quảng Đông và đảo Hải Nam. Dự kiến thời kỳ chính của thời tiết đối lưu mạnh là từ chiều ngày 22 tháng 8 đến rạng sáng ngày 23 tháng 8. Đồng thời, 18 tỉnh, thành phố bao gồm Bắc Kinh và Thượng Hải đang trải qua thời tiết nhiệt độ cao. Vào lúc 6 giờ sáng ngày 22 tháng 8, Đài quan sát khí tượng Trung ương của Đại lục đã đưa ra cảnh báo màu vàng về nhiệt độ cao. Dự kiến trong ngày 22 tháng 8, Bắc Kinh, miền Trung và Nam, Hà Bắc, hầu hết Thiểm Tây, Hà Nam, Sơn Đông, Giang Tô, An Huy, Thượng Hải, Hồ Bắc, hầu hết Hồ Nam, hầu hết Giang Tây, Chiết Giang, hầu hết Phúc Kiến, lưu vực Tứ Xuyên, Trùng Khánh, phía Tây Nội Mông, Trung và Bắc Ninh Hạ, Tân Cương, Thục Phan và phía Đông lưu vực Nam Tân Cương sẽ có thời tiết nhiệt độ cao từ 35 đến 39 độ C. Trong số đó, các khu vực địa phương như phía Bắc Trùng Khánh và Thục Phan ở Tân Cương có thể lên tới 40 độ C. Trước đó, ngày 21 tháng 8, thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô có thời tiết đối lưu mạnh, nhiều cây cối, biển báo giao thông bị đổ, trong thành phố xuất hiện lốc xoáy. Đoạn video cho thấy một cơn lốc xoáy bất ngờ xuất hiện giữa hai tòa nhà, giống như tình tiết trong phim, nhiều người qua đường kinh hãi hét lên, có lốc xoáy. Từ tối đến nửa đêm đầu tiên của ngày 21 tháng 8, dông bão và gió mạnh xảy ra ở hầu hết các khu vực của Nam Kinh, kèm theo lượng mưa lớn trong thời gian ngắn. Mưa đá và thời tiết đối lưu mạnh khác. Do ảnh hưởng của thời tiết, nhiều cây cối và biển báo giao thông bị gió mạnh quật ngã nhưng không có thương vong. Theo Văn phòng Trụ sở Phòng chống lũ lụt và Cứu trợ hạn hán Nam Kinh, một số đoạn đường ở Nam Kinh đã xảy ra lũ lụt ngắn hạn nhưng đã được xử lý kịp thời và không gây ảnh hưởng lớn đến giao thông. Trong cơn dông và gió giật mạnh tại thành phố đã có 598 cây xanh bị đổ, 1.200 cành gãy, 85 vật thể khác bị đổ, hư hỏng một số phương tiện. Tính đến 7 giờ ngày 22 tháng 8, toàn bộ đã được thu dọn và xử lý xong. Ngoài ra, do ảnh hưởng của thời tiết xấu, một số đường dây 10 kV trên địa bàn thành phố đã bị sự cố. Sau khi công ty cấp điện Nam Kinh gấp rút sửa chữa trong đêm mưa, đến 2 giờ sáng ngày 22 tháng 8, tất cả các đường dây bị lỗi đã được cấp điện trở lại. Vào chiều ngày 23 tháng 8, Uy Hải, Sơn Đông và những nơi khác gặp phải thời tiết đối lưu mạnh với gió, mưa và mưa đá dữ dội. Đoạn video cho thấy mưa lớn và mưa đá trút xuống, gió mạnh hú và nước trên mặt đất.
mưa xối xả kết hợp với gió mạnh thổi bay cây cối và một lượng lớn sương mù nổi lên che khuất tầm nhìn. Mái hiên của một số doanh nghiệp kinh doanh nhà ở bị tốc mái, kính chắn gió của ô tô cá nhân bị đập vỡ gây hư hỏng các phương tiện. Vào lúc 15 giờ ngày 22 tháng 8, Đài quan sát khí tượng tỉnh Sơn Đông đã đưa ra cảnh báo sét màu vàng bị ảnh hưởng bởi xoáy lạnh trên cao. Dự kiến Liêu Thành, Đức Châu, Tế Nam, Truy Bắc, Thái An, Duy Phường, Hà Trạch, Tế Ninh, Tảo Trang, Lâm Ấp và Nhật Chiếu sẽ có thời tiết đối lưu mạnh từ chiều đến đêm ngày 22 tháng 8. Kèm theo sấm sét rõ rệt và gió giật cục bộ cấp 7, cấp 9, cấp 10, cấp 11, có mưa đá cục bộ và mưa lớn ngắn ngày. Hôm nay, Đài khí tượng Thủy văn Trung ương tiếp tục phát cảnh báo vàng về thời tiết đối lưu gay gắt. Dự báo từ 8 giờ ngày 22 tháng 8 đến 8 giờ ngày 23 tháng 8, có 8 đến 10 cơn dông và gió giật mạnh hoặc mưa đá ở các khu vực phía Đông Nam Sơn Tây và Nam Sơn Đông. Đài quan sát đưa ra cảnh báo thời tiết đặc biệt cho thấy dông bão gần cửa sông Châu Giang có thể ảnh hưởng đến Hồng Kông trong 1 hoặc 2 giờ tới, nhắc nhở người dân cảnh giác. Theo đài quan sát, một dạnh áp thấp sẽ di chuyển trên vùng biển Quảng Đông và khu vực phía Bắc Biển Đông trong 2 hoặc 3 ngày tới, khoảng thời gian này sẽ có mưa và dông lớn. Dự báo dạnh áp thấp sẽ di chuyển vào đất liền vào đầu tuần tới. Đồng thời, vùng biển phía Nam Trung Quốc sẽ chịu ảnh hưởng của luồng không lưu Tây Tây Nam. Thời tiết khu vực nắng nóng nhưng vẫn có mưa rào vài nơi, ngày mai sẽ có lúc mưa. Nhiệt độ dao động từ 26 đến 29 độ, gió Nam đến Tây Nam nhẹ đến trung bình. Dự báo trong 1 hoặc 2 ngày tới, có lúc có mưa rào và dông vài nơi. Mưa rào sẽ giảm dần vào đầu tuần tới và thời tiết sẽ nóng. Cục khí tượng Macau đã đưa ra tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đỏ. Dự báo mưa sẽ tiếp tục và sẽ có lũ lụt ở các vùng trũng thấp. Người dân được khuyến cáo nên tránh các hoạt động ngoài trời hoặc hoạt động ở các khu vực bị ngập lụt, đồng thời chú ý theo dõi các tin tức mới nhất từ các cơ quan thời tiết, giao thông, đường bộ và giáo dục. Vào lúc 23 giờ 10 phút, Đài quan sát tín hiệu cảnh báo mưa bão màu vàng cho biết mưa lớn với lượng mưa mỗi giờ hơn 30mm đã được ghi nhận hoặc dự kiến sẽ xảy ra trên diện rộng ở Hồng Kông và mưa có thể tiếp tục ngập úng xảy ra ở một số vùng trũng thấp, thoát nước kém. Cảnh báo về mưa lớn ở một số khu vực như Thái Mạo Sơn ở quận Thiên Vạn đặc biệt lớn và mưa lớn với lượng mưa mỗi giờ 70mm đã được ghi nhận hoặc dự kiến và lũ lụt nghiêm trọng có thể xảy ra. Đài quan sát đã đưa ra tín hiệu cảnh báo mưa bão màu vàng. Tín hiệu cảnh báo mưa bão màu vàng được hủy vào lúc 5 giờ 30 phút sáng. Một dải dông bão đã di chuyển từ cửa sông Châu Giang đến Hồng Kông vào tối nay. Đài quan sát đã đưa ra tín hiệu cảnh báo mưa bão màu vàng vào lúc 11 giờ 10 phút tối trong 2 đêm liên tiếp. Cục khí tượng Macau đã đưa ra tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đỏ sớm hơn 20 phút so với Hồng Kông. Gần nửa đêm, Đài quan sát đã đưa ra cảnh báo mưa lớn ở một số khu vực cho thấy mưa ở Thái Mạo Sơn ở quận Thiên Vạn đặc biệt lớn và mưa lớn với lượng mưa hàng giờ hơn 70mm đã được ghi nhận hoặc dự kiến. Theo đài quan sát, cơn bão mạnh Doksuri đã mạnh lên thành siêu bão. Tính đến 8 giờ sáng ngày 22 tháng 8, tâm bão ở vào khoảng 1.210 km trên khu vực phía đông, đông nam Hồng Kông. Sức gió duy trì cao nhất vùng gần tâm đạt 205 km/h. Đài quan sát dự đoán rằng siêu bão Doksuri sẽ đi vào phạm vi 800 km tính từ Hồng Kông vào thứ Tư, sau đó di chuyển về phía Đài Loan và đổ bộ vào bờ biển Phúc Kiến. Đài quan sát cho biết họ sẽ đánh giá mối đe dọa đối với Hồng Kông dựa trên đường đi và cường độ dự đoán của Doksuri. Đồng thời, xem xét liệu có cần thiết phải phát tín hiệu cảnh báo số 1 hay không. Theo thông tin theo dõi xoáy thuận nhiệt đới của Đài Thiên văn Hồng Kông, cơn bão mạnh Doksuri đã mạnh lên thành siêu bão vào lúc 2 giờ sáng theo giờ Hồng Kông và tiếp tục mạnh thêm. Tính đến 8 giờ sáng, tốc độ gió duy trì tối đa vùng gần tâm 205 km/h. Đài quan sát dự đoán rằng Doksuri sẽ tập trung ở vị trí cách Hồng Kông 800 km vào lúc 8 giờ sáng ngày 23 tháng 8, sau đó đi vào phạm vi 800 km. Khi đó, tốc độ gió duy trì cao nhất gần tâm sẽ đạt 185 đến 195 km. Sau đó, nó sẽ suy yếu thành một cơn bão mạnh và di chuyển về phía Đài Loan và đổ bộ vào bờ biển Phúc Kiến. Theo đài quan sát, tính đến 8 giờ, tâm điểm siêu bão Doksuri cách thủ đô Manila khoảng 520 km về phía đông bắc. Đài quan sát dự đoán rằng Doksuri sẽ di chuyển đến eo biển Luzon trong 1 hoặc 2 ngày tới, sau đó có thể di chuyển đến bờ biển phía đông của Quảng Đông và cũng có thể tiếp cận khu vực phía nam của Đài Loan. Bị ảnh hưởng bởi luồng không khí sụt lún bên ngoài của cơn bão, thời tiết ở Nam Trung Quốc sẽ tiếp tục nắng nóng vào giữa tuần này. Mưa rào và dông lớn do nhiệt độ cao kích hoạt sẽ ảnh hưởng đến khu vực này. Đài quan sát cũng chỉ ra rằng thời tiết bất ổn liên quan đến Doksuri sẽ ảnh hưởng đến bờ biển phía Nam Trung Quốc vào cuối tuần này và khu vực này có khả năng nhiều gió. Thời tiết tại Hồng Kông ngày 22 tháng 8 đa số là đẹp,
Ban ngày sẽ nắng nóng gay gắt, nhiệt độ tối đa khoảng 35 độ, sau đó có mưa rào vài nơi kèm gió nhẹ. Đài quan sát đã đưa ra một cảnh báo thời tiết đặc biệt để nhắc nhở người dân rằng thời tiết rất nóng và nhiệt độ cao vẫn tiếp tục. Mọi người nên chú ý đến tình trạng sức khỏe của mình, uống nhiều nước và thực hiện các biện pháp phòng ngừa say nắng đầy đủ, tránh tập thể dục ngoài trời vất vả. Nếu cảm thấy không khỏe, vui lòng tìm tư vấn y tế càng sớm càng tốt. Hôm qua, khu vực Nam Trung Bộ của tỉnh Hà Nam có mưa lớn, lũ lụt xảy ra ở nhiều nơi, người dân lội bì bõm trong nước. Tại thành phố Nam Dương, một số con đường bị ngập, các cửa hàng đối diện với đường bị ngập và nhà của người dân bị ngập. Theo Đài quan sát khí tượng tỉnh Hà Nam, từ tối ngày 21 tháng 8 đến ngày 22 tháng 8 có mưa lớn ở Nam Dương, Trúc Mã Điếm, Bình Định Sơn và những nơi khác ở tỉnh Hà Nam và mưa lớn cục bộ. Để đối phó với lượng mưa lớn, chính quyền quận Xin Ye, thành phố Nam Dương hôm qua đã cử nhân viên thực hiện các hoạt động khẩn cấp và kiểm soát lũ lụt, đồng thời tạm thời đóng các đoạn đường lội nước tập trung để sửa chữa điện và cống rãnh. Có rất nhiều nước trên đường ở huyện Xin Ye, thành phố Nam Dương, người dân phải xắn ống quần lội qua nước. Mực nước lên đến ngang bắp chân. Một số người dân cho biết, từ 19 giờ ngày 21 tháng 8, trời bắt đầu mưa kèm theo gió giật mạnh và sấm sét. Phải đến 21 giờ, nước ở một số khu vực mới ngập đến ngang bắp chân, mưa mới bắt đầu ngớt. Tại thành phố Đặng Châu, cách huyện Xin Ye hơn 30 km, cũng có mưa lớn, người dân địa phương cho biết. Khi trời đổ cơn mưa đầu tiên, bà đã chạy thục mạng trốn vào mái hiên bên đường. Không ngờ trời mưa to gió lớn, bà trốn trong mái hiên bị ướt sũng. Được biết, đài quan sát khí tượng Nan Yang đã đưa ra tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đỏ vào lúc 11 giờ 31 phút đêm ngày 21 tháng 8. Và cảnh báo này chưa được dỡ bỏ cho đến 3 giờ 09 phút sáng ngày 22 tháng 8. Hiện tại, lượng mưa ở khu vực đô thị Nam Dương và các thị trấn, đường phố thuộc quyền quản lý đã suy yếu đáng kể. Do lượng mưa tích lũy ở một số khu vực đang trong giai đoạn đầu, nên vẫn có thể gây ra các thảm họa thứ cấp như lũ lụt trên núi ở các lưu vực sông nhỏ, ngập úng đô thị và ngập úng đất nông nghiệp. Theo quan sát của Đài quan sát khí tượng Hà Nam, từ 4 giờ chiều hôm 21 tháng 8 đến 6 giờ chiều 22 tháng 8, phía Tây Nam và Nam tỉnh Hà Nam có mưa rào và dông từ nhẹ đến vừa, đồng thời có mưa to và mưa lớn cục bộ ở Nam Dương, Tín Dương, Trúc Mã Điếm và Bình Định Sơn. Trong đó, có 148 trạm mưa có lượng mưa vượt quá 50mm và 22 trạm có lượng mưa lớn hơn 100mm. Các trạm có lượng mưa lớn nhất là trạm Nam Giang và trạm Bạch Mã Yển ở đường Hạc, cả hai đều đạt 196,7mm và cường độ mưa mỗi giờ tối đa là 92,8mm tại trạm Trương Điếm ở đường Hạc. Hiện tại, tiếng vang lượng mưa của radar cho thấy vành đai mưa đang dần di chuyển về phía đông ra khỏi tỉnh Hà Nam. Đài quan sát khí tượng tỉnh Hà Nam dự đoán rằng tỉnh này sẽ nhiều mây vào chiều ngày 22 tháng 8 và đợt mưa hiện tại sẽ kết thúc. Vào ngày 23 tháng 8 và ngày 24 tháng 8, tỉnh Hà Nam sẽ có thời tiết nhiều mây và mưa vừa. Vào 2 ngày tới, ở hầu hết tỉnh Hà Nam sẽ có mưa nhẹ. Chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh, Anhui, tỉnh Tứ Xuyên đêm thứ hai gặp thời tiết đối lưu mạnh, sức gió tối đa đạt cấp 13. Theo Cục Khí tượng, đây là giá trị tốc độ gió lớn nhất kể từ khi có số liệu khí tượng địa phương. Tính đến 9 giờ sáng thứ ba, thời tiết đối lưu mạnh đã khiến ít nhất 20 người bị thương nhẹ và 16 người đã xuất viện cho đến nay. Theo Ban tuyên giáo huyện ủy Anhui Tứ Xuyên, từ 20 giờ ngày thứ hai đến 11 giờ ngày thứ ba, huyện Anhui đã trải qua một trận mưa lớn ngắn ngày kèm theo gió mạnh và mưa đá. Lượng mưa trên địa bàn huyện lên tới 91,7mm, sức gió tối đa là 13, tốc độ gió đạt 37,4m/giây. Một số khu vực bị ngập úng, hư hỏng nhà cửa, cây cối và công trình trên đường bị đổ. Bị ảnh hưởng bởi mưa bão, tổng cộng khoảng 10.000 người dân địa phương bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau, 20 người bị thương nhẹ, 16 người trong số đó đã xuất viện, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 5,6373 triệu nhân dân tệ, trong đó khoảng 300 hecta hoa màu bị ảnh hưởng, 103 ngôi nhà bị hư hỏng. Theo dữ liệu khí tượng thời gian thực từ Đài quan sát khí tượng Trung ương, lượng mưa trong một giờ ở quận Anhui đạt 66,2mm vào lúc 11 giờ tối thứ hai, đứng đầu cả nước về lượng mưa trong cùng thời kỳ. Theo những hình ảnh trên mạng, các phương tiện trên đường ngập nước, các tòa nhà đổ sập và treo lơ lửng trên lầu. Người dân còn phát hiện nhiều hạt mưa đá to bằng quả trứng trên ban công. Sau vụ việc, một số cư dân địa phương nói rằng họ chưa bao giờ nhìn thấy một cơn gió mạnh như vậy. Cũng có những bức ảnh chụp màn hình trò chuyện trực tuyến nói rằng một gia đình 3 người trên nóc tòa nhà Đông Cảnh Câu ở Anhui đã bị thổi bay và ban quản lý đô thị đang tìm kiếm các xác chết ở khắp mọi nơi trong Đông Cảnh Câu.
Sau đó, quan chức này bác bỏ tin đồn, nói rằng sau khi điều tra bởi sở cứu hỏa, cảnh sát, văn phòng, đường phố và cộng đồng, không có gia đình ba người nào bị thổi bay. Ngoài ra, khu vực đô thị chính của Trùng Khánh cũng gặp gió mạnh vào sáng sớm ngày thứ hai, cây cối trên đường bị quật đổ. Đài quan sát khí tượng Trùng Khánh trước đó đã đưa ra tín hiệu cảnh báo mưa bão màu xanh. Dự kiến từ 0 giờ đến 18 giờ ngày thứ hai, ở các quận Đồng Nam, Hợp Xuyên, Ngọc Trung, Cửu Long Pha và các khu vực khác sẽ có mưa to kèm theo thời tiết đối lưu mạnh như sấm sét, gió giật mạnh và mưa đá cục bộ. Thưa quý vị, trận động đất 5,8 độ Richter xảy ra ở Đại Linh Nha, quận Hải Tây, Thanh Hải, lớn nhất trong 5 năm, có độ sâu tiêu cự 8 km. Theo đo lường chính thức của mạng lưới địa chấn Trung Quốc, vào lúc 10 giờ 21 phút sáng Chủ nhật, một trận động đất mạnh 5,8 độ Richter đã xảy ra tại thành phố Đại Linh Nha, quận Hải Tây, tỉnh Thanh Hải, với độ sâu tiêu cự là 8 km, tâm chấn nằm ở 38,44 độ Vĩ Bắc và 97,37 độ Kinh Đông. Theo danh mục báo cáo nhanh của mạng lưới động đất Trung Quốc, tổng cộng có 22 trận động đất từ 3 độ Richter trở lên đã xảy ra trong phạm vi 200 km xung quanh tâm chấn trong 5 ngày qua và trận động đất lớn nhất là trận động đất này. Đại Linh Nha, tâm chấn là một phần của quận tự trị Mông Cổ và Tây Tạng của tỉnh Thanh Hải và là trung tâm chính trị, giáo dục, khoa học và công nghệ và văn hóa của tỉnh. Khu đô thị ở độ cao 2.980 m so với mực nước biển, nhiều ánh sáng mặt trời, ít mưa và nhiều gió, năng lượng gió và tài nguyên khoáng sản phong phú, có sông Bayin chảy qua thành phố. Thành phố có diện tích 28.000 km2, quản lý 3 phố, 3 thị trấn và 1 thị trấn, dân số năm 2012 khoảng 100.000 người. Theo thông tin mới nhất từ Cục Khí tượng Trung ương Đài Loan, vào lúc 6 giờ 11 phút sáng ngày 20 tháng 8, tại Đài Loan đã xảy ra một trận động đất mạnh 5,2 độ Richter với độ sâu 15,3 km, tâm chấn cách Hoa Liên phủ 7,8 km về phía Tây Bắc, thuộc thị trấn Tú Lâm, huyện Hoa Liên. Huyện Hoa Liên, huyện Nam Đầu và thành phố Đài Trung có cường độ động đất tối đa là 4 độ Richter và không có báo cáo về thương vong hay thiệt hại. Một trận động đất có cường độ 3,1 độ Richter khác cũng đã xảy ra ở Dương Châu, Giang Tô với tâm chấn sâu 11 km. Theo đo lường chính thức của mạng lưới động đất Trung Quốc, vào lúc 9 giờ 39 phút thứ Năm, một trận động đất mạnh 3,1 độ Richter đã xảy ra tại quận Giang Đô, thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô, tâm chấn ở tọa độ 32,66 độ Vĩ Bắc, 119,78 độ Kinh Đông, độ sâu tiêu cự 11 km. Được biết, trong vòng 5 năm qua đã xảy ra tổng cộng 19 trận động đất từ 3 độ Richter trở lên trong bán kính 200 km xung quanh tâm chấn. Trận động đất lớn nhất là trận động đất 5,0 độ Richter xảy ra vào ngày 17 tháng 11 năm 2021 tại khu vực biển thuộc huyện Đại Phong, thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô, cách tâm chấn 161 km. Theo các chuyên gia, tỉnh Giang Tô nằm ở phía đông của khối Dương Tử trong mảng Á-Âu, ngoại trừ phần giữa của đới đứt gãy Talu có quy mô lớn, quy mô và hoạt động của các đứt gãy khác đều hạn chế. Điều này cũng khiến hoạt động động đất tổng thể ở Giang Tô thuộc mức độ thấp. Trận động đất sẽ không gây ra tác động hủy diệt và chỉ có ở khu vực gần tâm chấn là hơi cảm nhận được. Do đó, các khu đô thị chính của Dương Châu và Thái Châu thực tế cách tâm chấn một khoảng cách nhất định nên hầu hết người dân ở các khu vực đô thị chính của hai thành phố sẽ không cảm nhận được động đất. Theo hãng tin AFP, nhiều khu vực trong tỉnh đã ghi nhận lượng mưa kỷ lục trong tuần qua. Chính quyền tỉnh Sơn Tây đã yêu cầu các mỏ than áp dụng các biện pháp chống lũ, lập kế hoạch khẩn cấp phòng rủi ro do mưa lũ. Ít nhất có hơn 60 mỏ than ở tỉnh Sơn Tây, một trong những vùng sản xuất than hàng đầu của Trung Quốc, đã ngừng hoạt động do mưa lũ trong bối cảnh Bắc Kinh đang khan hiếm than và thiếu điện trên cả nước. Theo Tân Hoa Xã, mưa lũ cũng ảnh hưởng đến 1,75 triệu cư dân, gây hư hại 190.000 ha hoa màu, phá hỏng 17.000 tòa nhà trong tỉnh. Trong khi đó, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV quay cảnh các công nhân đang sửa một con đập bị vỡ và các đoạn đường dây xe lửa trôi lềnh bềnh trong nước lũ. Cơ quan khí tượng Sơn Tây dự báo mưa lớn kéo dài trong những ngày tới kêu gọi nông dân gấp rút thu hoạch. Theo AFP, giới chức tỉnh Sơn Tây vẫn chưa công bố con số thương vong trong một đợt mưa lũ mới nhất ở Trung Quốc. Đợt mưa lũ hiện nay cũng gây lo lắng về việc đảm bảo nguồn cung cấp điện cho người dân trong mùa đông sắp tới. Ngày 22 tháng 8, tổ máy số 3 của nhà máy thủy điện Quảng Châu trên sông Tiểu Kim Xuyên ở thị trấn Trương Cổ, huyện Đan Bá, Ganji, tỉnh Tiểu Xuyên đã gặp sự cố lũ lụt do vỡ van phích cắm và 11 người bị mắc kẹt. Tính đến 15 giờ 30 phút ngày 23 tháng 8, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã cứu được 2 người, xác định 7 người đã tử vong, 2 người vẫn mất tích. Một số nhân chứng cho biết, ban đầu họ tưởng động đất, sau đó thấy nước lũ từ thủy điện tràn về nên vội đưa con gái lên sườn đồi trú ẩn.
chủ một cửa hàng vật liệu xây dựng cạnh nhà máy thủy điện Quảng Châu cho biết, khi sự việc xảy ra, anh bất ngờ cảm thấy mặt đất rung chuyển. Lúc đầu tưởng động đất, nhưng sau đó thấy nước từ nhà máy thủy điện phun ra. Anh bế con gái 10 tuổi và một nhân viên cửa hàng chạy lên sườn đồi đối diện. Chủ cửa hàng cho biết đại lộ Panda cạnh thủy điện bị lũ nhấn chìm, chỗ ngập sâu khoảng 1 mét. Vụ việc xảy ra khoảng 2 giờ chiều ngày 22 tháng 8 khi tổ máy số 3 của nhà máy thủy điện Tứ Quan Châu đang được bảo trì. Van bịt của đường ống dẫn nước của tòa nhà này bị nổ và 11 nhân viên bảo trì bị mắc kẹt. Theo người có liên quan phụ trách sở tiền tuyến, thủy điện bị ngập lụt có 3 tầng, dài 88,4 m, rộng 49,7 m, cao 14,6 m. Thể tích khoảng 64.144 m khối. Người phụ trách nói trên cho biết khó khăn chính của đợt cứu hộ này là giảm mực nước khu nhà xưởng. Vấn đề chính là mực nước lòng sông cao hơn mực nước khu nhà xưởng, không thể đóng cửa cống hoàn toàn, thấm ngược nghiêm trọng. Đồng thời, sau khi xảy ra sự cố, thời tiết tại địa phương lạnh giá, có tuyết rơi liên tục từ tầng 2 lên tầng 1. Của phòng máy trạm thủy điện ngập nước chỉ có cầu thang rộng khoảng 1 mét. Lối đi chật hẹp khiến công tác cứu hộ dưới nước gặp nhiều khó khăn. Theo các báo cáo, đội cứu hộ đã áp dụng kế hoạch kiểm soát dòng nước gấp rút xây dựng đê quai, xây dựng bệ đỡ, thoát nước nhanh, phát hiện chính xác và tìm kiếm cứu nạn toàn diện, đồng thời nhanh chóng rút cạn nước xung quanh trong giai đoạn đầu. Đến 1 giờ sáng ngày 23 tháng 8, nước tại một số nhà dân và đường xung quanh thủy điện bị ngập úng đã rút bớt. Đến 7 giờ 30 phút sáng ngày 23 tháng 8, lực lượng cứu hộ đã sử dụng 8 máy xúc cỡ lớn bắt đầu công tác đắp đê quai xung quanh nhà máy thủy điện để hạn chế nước ngấm từ các khu nhà xưởng bị ngập. Ngay sau khi công việc đê quai hoàn thành, các nhà máy bơm nước công suất lớn đã được sử dụng để bơm nước vào khu nhà xưởng, lượng nước bơm được mỗi giờ khoảng 3.000 đến 5.000 mét khối. Đồng thời, lực lượng cứu nạn khơi sâu sông, tháo nước hạ thấp mực nước, triển khai tìm kiếm cứu nạn. Đến 15 giờ ngày 23 tháng 8, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã vào tầng 2 khu nhà xưởng để tìm kiếm. Thưa quý vị, từ tối ngày 22 tháng 8 đến sáng ngày 23 tháng 8, mưa lớn trong thời gian ngắn tại huyện Phụ Dương, Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang đã gây ra lũ quét và sạt lở đất cục bộ. Hiện đã có 5 người chết và 3 người mất tích. Theo báo cáo chính thức, 32 trận lũ quét ở các lưu vực nhỏ, 144 thiên tài địa chất, 26 ngôi nhà rột nát bị hư hỏng hoặc sập, 1.619 hộ dân bị mất điện, 42 phương tiện bị ngập và 21 tuyến đường bị gián đoạn. Vào lúc 6 giờ 50 phút chiều ngày 22 tháng 8, Phụ Dương đã phát động ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ cấp 2. Theo báo cáo, lượng mưa trong thời gian ngắn như thế này là cực kỳ hiếm. Từ tối ngày 22 tháng 8 đến sáng ngày 23 tháng 8, lượng mưa trên toàn khu vực là 26,1mm, trong đó lớn nhất là 209mm ở làng Thạch Gia, thị trấn Đại Nguyên. Tiếp theo là 169mm ở làng Đại Thành, thị trấn Thượng Quan. Trong số đó, 4 trạm quan trắc lượng mưa ở khu vực biên giới của thị trấn Thượng Quan, thị trấn Đại Nguyên và thị trấn Trường Lộc đã vượt quá giá trị cực trị trong lịch sử của lượng mưa tối đa mỗi giờ. Theo báo cáo, do khu vực miền núi hẹp ở ngã ba của thị trấn, nước mưa tích tụ rất nhanh và lượng mưa ngắn hạn sẽ ngay lập tức thu vào lòng sông. Lạch Evergreen, đoạn Thượng Quan của sông Sơn Tây và đoạn lạc thôn Thanh Công của làng Đại Nguyên Tây Thạch Gia, dòng chảy tức thời rất lớn và 73,6 km đường chính bao gồm cả đường tỉnh, quận và đường nông thôn ở các khu vực Đại Nguyên, Thượng Quan và Thường Xanh đều bị nhấn chìm. Theo các nhân chứng và video của nhân viên tại chỗ, nước sông dâng cao ngay lập tức, mực nước ngập làng mạc và nhà máy hai bên bờ sông dâng cao 1,5 đến 2 m trong vòng 10 đến 15 phút. Phương tiện truyền thông trong nước trước đó đã đưa tin rằng một trận lũ lụt bất ngờ xảy ra ở làng Luo, thị trấn Đại Nguyên, quận Phụ Dương khiến nhiều ngôi nhà của dân làng bị ngập, 5 người thiệt mạng và 2 người khác mất tích. Một người dân ở thôn Luo cho biết vào khoảng 17 giờ chiều ngày 22 tháng 8, khu vực địa phương bắt đầu mưa to. Khoảng 1 giờ sau, mực nước của một con sông ở địa phương dâng cao, nước tràn bờ sông, nhiều người dân trong thôn bị ngập, một số ô tô và nhà dân bị cuốn trôi. Cô nghe nói có một số dân làng bị lũ cuốn trôi. Đoạn video trên mạng cho thấy, tại một khúc sông hẹp, dòng nước lũ từ thượng nguồn đổ xuống, vượt qua bờ sông và tràn vào nhà dân hai bên bờ sông. Một số ô tô cá nhân bị dòng nước cuốn xuống sông. Lực lượng cứu hỏa bắt đầu công tác cứu hộ trong đêm tối. Một số dân làng nói rằng một số người dân làng mất tích kinh doanh một cửa hàng nhỏ. Khi lũ đến, họ đã cố gắng vớt vát một thứ gì đó, nhưng chúng đã bị cuốn trôi và không may, họ đã chết khi được tìm thấy. Một người trong cuộc cho biết, chú và dì của cô cũng đã bị lũ cuốn trôi. Đến nay đã tìm thấy chú và dì vẫn chưa được tìm thấy. Cán bộ Ủy ban Nhân dân thôn Luo xác nhận có 7 người dân trong thôn bị cuốn trôi. Hiện đã tìm thấy 5 người, 2 người mất tích.
Hiện nhiều ban ngành đang tìm kiếm. Trong số 5 người dân làng được tìm thấy, một người đã chết sau khi được đưa đến bệnh viện và 4 người còn lại đã không còn dấu hiệu sinh tồn khi được tìm thấy. Hiện nhiều ban ngành địa phương đang triển khai công tác di rời hàng loạt tìm kiếm cứu nạn. Một vụ lở đất xảy ra trên đỉnh núi ở thôn Nhạc Sơn, thị trấn Trường Lệ Bình, huyện Tự Trị, Ngũ Phong Thổ Gia, thành phố Nghi Sương, tỉnh Hồ Bắc vào ngày 22 tháng 8. Tính đến chiều ngày 23 tháng 8, vụ tai nạn đã khiến ít nhất 2 người chết và 6 người bị thương, 9 người vẫn đang mất tích, tất cả đều là công nhân xây dựng. Vào chiều ngày 23 tháng 8, thành phố Nghi Sương đã tổ chức một cuộc họp báo để thông báo rằng 2 người mất tích đã được tìm thấy vào sáng sớm hôm đó. 2 trong số họ đã không có dấu hiệu sinh tồn sau khi được giải cứu, người còn lại vẫn đang được giải cứu, hiện còn 9 người mất tích. Diệp Dương, Phó Thị trưởng thành phố Nghi Sương cho biết, vụ lở đất trượt về phía một công trường xây dựng nằm trên sườn núi và bộ phận cứu hộ ước tính lượng sạt lở tại khu vực này là 500.000 mét khối, xét thấy sạt lở vẫn chưa ổn định. 20 người thuộc 9 hộ dân xung quanh đã được di dời. Diệp Dương cũng cho biết, quận Tự Trị Ngũ Phong dự kiến sẽ nhiều mây, có mưa rào vào ngày 23 tháng 8 và ngày 24 tháng 8. Khu vực xảy ra vụ lở đất vẫn chưa ổn định và sẽ khó thực hiện công tác cứu hộ. Sau vụ tai nạn, tỉnh Hồ Bắc và thành phố Nghi Sương đã triển khai ứng phó khẩn cấp, đồng thời thành lập trụ sở khẩn cấp và 9 nhóm công tác để cứu hộ tại chỗ, điều trị y tế, hướng dẫn chuyên môn, đảm bảo cứu hộ và xử lý hậu quả. Hơn 390 đội cấp cứu và cứu nạn bao gồm cấp cứu, y tế, chữa cháy, giao thông và thiên tai trên đất liền đã được huy động, 11 máy xúc, 8 máy xúc lật, 5 xe cứu hộ, 3 chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn và hơn 500 bộ trang thiết bị như máy dò dịch chuyển, máy dò sự sống, phá rỡ, cứu nạn, chiếu sáng được huy động tại chỗ để triển khai công tác cứu hộ và xử lý. Nhiều nơi ở tỉnh Hà Nam hứng chịu những trận mưa lớn hiếm gặp trong những ngày gần đây, gây lũ lụt nghiêm trọng. Trong số đó, sạt lở đất và sập đường sắt xảy ra tại thành phố Gyeonggi, tính đến thời điểm hiện tại đã có ít nhất 4 người dân địa phương thiệt mạng do thiên tai. Theo Tân Hoa Xã, kể từ thứ Ba, lượng mưa lớn liên tục đã gây ra nhiều thảm họa ở Công Nghi. Trong số đó, các dự án kiểm soát Triệu Câu, Bội Vũ và Thủ Đức ở quận Công Nghi của sông Hoàng Hà đã xảy ra sạt lở đất ở các mức độ khác nhau. Sự tích tụ phù sa khiến các con đường gần các dự án không thể đi qua và bị gián đoạn hoàn toàn. Hiện tại, chính quyền đang tiếp tục nạo vét. Ngoài ra, lượng mưa lớn cũng khiến ít nhất 83 con đường ở thành phố Công Nghĩa bị sập. Trong đó, đoạn dưới câu của ga xe lửa Long Hải bị sập và cầu vượt Bạch Hà quốc lộ 310, cách đó 300m về phía đông, bị đình chỉ, bị hư hỏng do nước cuốn trôi và sạt lở đất. Được biết, lượng mưa lớn liên tục cũng khiến nhiều ngôi nhà và bức tường ở thành phố Công Nghĩa bị sập. Đến nay đã có ít nhất 4 người chết, 14 hồ chứa tràn nước, 2 thị trấn bị ngập. Tổng số là 6.210 hộ và 23.663 nhân khẩu phải di rời trên địa bàn thành phố. Thông tin liên lạc, cấp điện, cấp nước và các công trình khác của địa phương cũng bị ảnh hưởng. Nhiều dây cáp quang, thông tin liên lạc bị chôn vùi ở thành phố Công Nghĩa đã bị đứt, móng của trạm cơ sở bị lún, tủ và tháp bị lở đất chôn vùi. Một số cột điện bên ngoài trạm gốc bị đổ xuống đất và 285 trạm cơ sở thuộc sở hữu tháp sắt trong huyện bị mất điện. Hiện tại, thị trấn Mễ Hà và một số ngôi làng ở thành phố Công Nghĩa đã bị cắt điện, internet và nước trong hơn 24 giờ và rất khó để cung cấp nguồn cung cấp. Theo báo cáo của Jimun News, một tòa nhà 7 tầng đã bị sập trong cộng đồng thôn mới Minh Nguyệt ở thành phố Công Nghĩa vào đêm thứ Ba trong trận mưa lớn, nhưng cư dân trong cộng đồng đã sơ tán trước thời hạn nên không gây thương vong. Cục Quản lý Khẩn cấp thành phố Công Nghĩa chỉ ra rằng các nhân viên đang xác minh thông tin liên quan. Tính đến 9 giờ sáng ngày 22 tháng 8, 26 thị trấn và làng mạc ở đường phố có mưa lớn, 19 thị trấn và làng mạc và đường phố có mưa to. Lượng mưa lớn nhất tại bãi biển đo được là 285,6mm. China News Survey đã đưa tin trước đó rằng lượng mưa ở thị trấn Long đã vượt quá giá trị cực đoan lịch sử. Theo báo cáo, tính đến 10 giờ sáng ngày 23 tháng 8, lượng mưa đã gây ra thảm họa vào gần 40 thị trấn, làng mạc và đường phố ở quận Vạn Châu, bao gồm Vô Kiều, Trường Lăng và Bạch Dương. Diện tích bị ảnh hưởng về hoa màu là 1.990 ha. Diện tích bị thiên tai là 1.154 ha. Diện tích mất mùa là 685 ha. 146 ngôi nhà của 60 hộ bị sập, 230 ngôi nhà của 121 hộ bị hư hỏng. Thiệt hại kinh tế trực tiếp của khu vực vượt quá 235 triệu nhân dân tệ. Sau thiên tai, huyện ủy Vạn Châu và chính quyền huyện đã tiến hành cứu hộ khẩn cấp và cứu trợ thiên tai, điều động gần 2.700 nhân viên cứu hộ.
phương tiện truyền thông trong nước trước đó đã đưa tin rằng lượng mưa liên tục đã khiến sông Vô Kiều ở quận Vạn Châu, thành phố Trùng Khánh dâng cao. Chỉ trong nửa giờ, hàng nghìn cửa hàng và nhà dân dọc theo U Kiao bị lũ nuốt chửng. Sau khi giải cứu, toàn bộ những người bị mắc kẹt đã được di chuyển đến khu vực an toàn, không có ai bị thương. Vào ngày thứ năm vừa qua, mạng thời tiết Trung Quốc đã thông báo rằng dự kiến sẽ vẫn có mưa to hoặc mưa lớn ở Trùng Khánh trong 3 ngày tới. Bộ Tài chính và Bộ Quản lý khẩn cấp phân bổ 320 triệu nhân dân tệ trong quỹ cứu trợ thiên tai Trung ương vào ngày thứ năm để hỗ trợ 16 tỉnh, khu tự trị bao gồm Trùng Khánh và Tứ Xuyên.